đua. Đua, 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 đua. Hiệu lệnh đua từ người dẫn chương trình qua năm mùa cuộc đua kỳ thủ đã trở thành một khẩu hiệu đầy sức hấp dẫn với tất cả những racer cũng như khán giả xem truyền hình trên cả nước trong suốt 5 năm qua. Ai muốn chinh phục độ cao? Tôi, em. Năm 2012 đánh dấu mùa đầu tiên của phiên bản The Amazing Race nổi tiếng trên thế giới về Việt Nam, lấy tên gọi là cuộc đua kỳ thủ Việt Nam. Với 10 đội đua được tuyển chọn từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước, họ là kỹ sư, là vận động viên, là nhân viên văn phòng, là giáo viên. Một mùa đua với nhiều khởi đầu mới mẻ đến từ những thử thách mà ban tổ chức đã đặt ra, đến từ giới hạn về sức chịu đựng của bản thân mà từng thành viên phải trải qua. Từ nền tảng ban đầu ấy, năm 2013-2014, ban tổ chức chương trình tiếp tục sản xuất những mùa đua mới, đa dạng và hấp dẫn hơn với sự tham gia của người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Nhưng không vì điều đó mà những thử thách của chương trình dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Cái cuộc chơi này nó giả man kinh khủng luôn anh. Họ vẫn phải trải qua những trận đua khốc liệt, đứng trước những giới hạn của bản thân, những áp lực nặng nề từ các đối thủ khác và có khi từ chính người đồng đội của mình. Cái này bẻ là gãy cô hai ạ. Nhưng ít nhất thì nó cũng rộng. Ok, bỏ buộc đi. Thế tại sao cô lại bẻ gãy quẻ tớ? Em tập phải chơi cái này để cãi nhau với anh đâu mà anh mỗi lần cứ căng thẳng. Thôi ngừng đi, không chơi nữa. Anh nói với em điều này nhé. Ôi, không nói nhiều, tôi không biết chơi nữa. Tôi muốn dừng, ok. Mùa đua 2013, khán giả đã khá ấn tượng với những cá tính rõ rệt trong những màu sắc khác nhau. Một đội đỏ với tinh thần đua rực lửa, đội xanh dương với hai cô gái thông minh và bền bỉ, một đội hồng dễ thương và từ tốn. Con lại chú, con không thể làm tốt hơn. Con làm văn phòng, con không phải là người làm chổi. Chúng ta sẽ ngủ qua đêm ở đây. Thích lãng mạn lắm. Ở mùa đua 2014, khán giả tiếp tục thích thú với vợ chồng ca sĩ Kiwi Ngô Mây Trang ở sự hiểu biết sâu rộng hay sự năng nổ và quyết liệt đến từ đội cam của người mẫu Trang Trần Hiếu Nguyễn, cũng như nỗ lực phi thường của hai cô gái mỏng manh đội vàng. Trở lại với mùa đua 2015, ban tổ chức đã dành ra hơn 2 tháng để tổ chức tuyển chọn người chơi từ hơn 10.000 fan cuộc đua kỳ thủ trên cả nước nhằm đáp ứng mong mỏi của khán giả, được xem một cuộc đua cân tài cân sức giữa những người nổi tiếng và người bình thường. Cuộc đua kỳ thủ Việt Nam 2016 với phiên bản đặc biệt là sự hội tụ của các cặp đua mạnh nhất và nổi bật nhất của 4 mùa đua trước. Họ đã trở lại trong những màu áo mới, mang trong mình những năng lượng mới, với chung một quyết tâm phải vươn đến những tầm cao mới, hay và chất. Năm mùa đua diễn ra với vô số những trò chơi thú vị mang đến những xúc cảm mới lạ cho các đội chơi, hay những thử thách cam go không ít lần khiến một đội nào đó phải bỏ cuộc. Đội cam chấp nhận chịu phạt một tiếng. Và bản rào cản xuất hiện đều đặn qua năm mùa đã cho thấy cuộc đua kỳ thủ thực sự là một cuộc đua nghiêm túc và cực kỳ căng thẳng, với những luật chơi mà buộc các đội đua phải đối mặt quyết liệt để loại bỏ nhau. Bên cạnh đó, luật nhảy cốc với mức độ khốc liệt hơn qua từng năm đã đẩy cuộc đua đến những giai đoạn cao trào khi một đội đua chấp nhận đánh đổi để được thứ hạng tốt nhất. Năm mùa, cuộc đua kỳ thủ là một chuỗi hành trình của những bất ngờ mà không một ai có thể đoán trước được. Chương trình đã xác nhận được nhiều kỷ lục thú vị như thành tích về nhất 7 trận đua trong mùa đua 2015 của đội cam Nhật Anh, Ngọc Anh. Ba đội đua nữ trụ lại được đến chặng chung kết là đội Diệp Lâm Anh Thu Hiền năm 2013, Trang Khiếu An Đinh năm 2014 và đội Trang Pháp Băng Di năm 2015. Đội đua có mặt trong cả hai trận chung kết cam go của hai mùa là đội Hương Giang Chris Lai, và gây tiếc nuối nhất cho người xem có lẽ là hai đội nam bị loại đầu tiên của hai mùa đua, thuộc về đội ST Hùng Phong năm 2013, đội đỏ Team Anh Đức năm 2015. Chương trình cũng được đầu tư và mở rộng phạm vi đua đến các nước trên thế giới với mong muốn cho các đội đua có thêm những trải nghiệm mới lạ và thú vị hơn. Chính những cảm xúc thăng hoa, những giọt mồ hôi và cả nước mắt rơi xuống tại tấm thảm về đích của các đội chơi đã để lại trong lòng người xem những dư vị mới lạ về một chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn nhất hành tinh. Và trải qua 5 mùa đua đã tìm ra được 5 ngôi vị quán quân xuất sắc. Mùa đua 2012 với đội đỏ Basho Thành Phúc, mùa đua 2013 với đội xanh dương Diệp Lâm Anh Thu Hiền, mùa đua 2014 với đội hồng Hương Giang Chris Lai, mùa đua 2015 với đội cam Nhật Anh Ngọc Anh, mùa đua 2016 All Star với đội xanh lá Tiến Đạt Lincoln Thúc Lĩnh,